Kia Carnival có thể nói đây là mẫu xe hot nhất tại thị trường Việt Nam trong thời gian vừa qua. Và đây là mẫu xe được trang bị cực kỳ nhiều công nghệ, cũng như là được trang bị cái khối động cơ máy dầu 2.2 cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu anh em nhé. Hôm nay chúng tôi mới về thêm cho anh em một cái mẫu xe Kia Carnival sản xuất năm 2022 siêu lướt. Và đây là phiên bản Premium 8 chỗ luôn anh em nhé. Phiên bản Premium 8 chỗ Kia Carnival anh em nhé. Carnival rất mới tại thị trường Việt Nam. Anh em có thể nhìn thấy đấy ạ. Rất mới luôn. Có một cái dòng xe này, cái hay của dòng xe này đó là cái cửa sổ, cửa lùa này, anh em có thể nhìn thấy đây. Rất nhiều những anh em đánh gốp rất là thích những cái dòng xe này. Anh em nhìn này. Anh em đánh gốp rất thích. Và con này đã đăng ký với tên công ty luôn anh em nhá. Vẫn có thể xuất được hóa đơn luôn anh em ơi. Tên công ty xuất được hóa đơn luôn anh em ạ. Về ghế này, chất liệu ghế này, gần như là khu vực ghế này thì cũng chưa có ai ngồi mấy đâu anh em ơi. Xe này của một đại gia của một tỉnh có tặng cho tôi. Chia sẻ với anh em. Đây, anh em nhìn này. Hiếm có những dòng xe nào mà nó rẻ. Bây giờ thực sự mà nói thì Kia Carnival đây. Cái màn hình rất là lớn luôn. 8 chỗ anh em nhá, cần số phẳng này anh em ơi. Nếu mà kể về những công nghệ của dòng xe Kia Carnival này thì phải tầm khoảng vài trang A4 anh em ạ. Vài trang A4 nhá. Nhưng mà xe này thì cũng chia sẻ với anh em thì chúng tôi đang chào bán mức giá rất rẻ. Nếu anh em nào tham khảo xe mới thì bây giờ cả xe mới cả lăn bánh vào rơi khoảng tầm 1,5 tỷ. Nhưng mà hiện tại chúng tôi đang chào bán là 1,269 triệu mà giá thì vẫn có thể thương lượng được các bác nhá. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, thành công, gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác tại 26 đường Cầu Diễn.